gửi ngân hàng thì lãi suất thấp, đất thì lại bây giờ lại rẻ nhất trong 5 năm trở lại đây, thì tại sao anh em lại không mua nhỉ? Hay là chờ 2 3 năm nữa nó sốt lại nhau nhau tranh nhau mua, thế rồi lại cuối cùng lại ăn đu đỉnh, đúng không ạ? Chúng ta vẫn biết rằng là cái thời điểm mà những người mà thua lỗ về bất động sản ấy thì hầu như là đi vay ngân hàng giá cao và mua đất với cái giá đu đỉnh, xong lại với cái tư tưởng là bán lướt bán luôn, thế là khi đứt cái dòng tiền, không có dòng tiền để trả lãi cho ngân hàng, thế là vỡ nợ. Thế còn bây giờ thì lãi suất ngân hàng thì lại rất là rẻ, đi gửi tiết kiệm thì không được bao nhiêu mà đất lại rẻ, tại sao chúng ta lại không mua? Kể cả bây giờ anh em mà làm ra dòng tiền mà đi vay ngân hàng giá rẻ như bây giờ thì vẫn chơi bình thường vì mua được cái giá rẻ thôi, đúng không ạ? Chúng ta vẫn làm ra dòng tiền, không, dòng tiền của chúng ta ổn định mà không bị đứt gãy thì chúng ta hoàn toàn có thể vay được ngân hàng để mua bất động sản, mua bất động sản lại được giá rẻ nữa đấy, mà bây giờ vay ngân hàng lại rẻ nữa, đúng không ạ? Thì tại sao chúng ta lại không mua nhỉ? Nhưng mà anh em có thấy rằng là cái đất, ví dụ như là trước đây đất 10 tỷ thì vay ngân hàng đi mua, nhưng mà bây giờ đất 5 tỷ lãi suất rẻ thì lại không mua, hoặc là anh em có tiền mặt thì lại không mua, lúc này lại không mua, thì bao giờ anh em mua, đúng không ạ? Chúng ta hãy đi ngược đám đông đi anh em ạ, hãy đi ngược đám đông, đám đông thì luôn luôn đại diện cho cái sai, và chúng ta thấy rằng là trong khủng hoảng thì luôn xuất hiện những tỷ phú. Thì các bạn bây giờ là cái thời điểm mà gom đất giá rẻ, khi nào là nó sốt lên, nó nóng lên thì mình lại tung ra, đấy mới là kinh doanh, đúng không ạ? Đấy mới là kinh doanh. Đất nó cũng là một ngành nghề, đất thực ra là nói thẳng ra là nó là đầu tư, nhưng mà nó cũng là một ngành nghề kinh doanh đó. Mà kinh doanh thì là ôm hàng lúc rẻ và lúc sốt thì mình quất ra thị trường, đúng không ạ? Thì thực ra là mấy ngày hôm nay mình cũng loanh quanh cái vấn đề là lãi suất ngân hàng giá rẻ, mua mảnh đất thì rõ ràng là lợi nhuận hơn là đi gửi ngân hàng, đúng không? Gửi ngân hàng 1 tỷ một tháng được 3 4 triệu thì giải quyết cái gì đâu, mà mình bỏ ra 1 tỷ lãi suất 3 4 triệu thì mình đi làm gì, đúng không? Nhưng mua mảnh đất biết đâu năm nào sang năm nó lên giá gấp đôi thì sao? Cái trường hợp này lại rất ít, thời điểm này là rất khó, thế nhưng mà chả biết thế nào được, đúng không? Khi mà thì tự nhiên là dân ào ào rút tiền ngân hàng ra, bởi vì lãi suất ngân hàng rẻ, ào ào đi rút ngân hàng ra mua đất, thế là tự nhiên là mình lại sốt giá thôi đấy. Nên các bạn là chỉ có cơ hội mà đây quyết định là của anh em thôi. Tôi nói thì nhiều người bảo là ngon thế ông làm đi, tôi làm rồi, tôi làm nhiều rồi, vấn đề là sức và cuộc sống thì mênh mông và sức người thì nhỏ bé, mình chỉ làm được như vậy thôi đó. Thì còn anh em nào nghe được cái video này làm thì ăn được thì là cảm ơn mình, còn không làm nữa quyền quyết định của anh em, lựa chọn của anh em, lựa chọn hôm nay là quyết định thân phận của bạn sau này, lựa chọn bây giờ mua đất 5 năm sau hay 7 năm sau bạn trở nên giàu có, bạn lại quay về bạn cảm ơn tôi. Nói ngon quá anh em nhỉ. Đấy, thế là chung quy lại là bây giờ đất giá rẻ, mà đất giá rẻ, lãi suất ngân hàng rẻ, gửi tiết kiệm thì không được bao nhiêu. Thế anh em rút ra mà trời đất chứ còn là gì nữa. Năm nay mua hoặc là tháng năm mua, đủ điều kiện để mình mua. Nếu làm ra dòng tiền, vay ngân hàng mua, là gì? Đúng không? Mua được đất giá rẻ, có dòng tiền sẵn làm ra dòng tiền mà không chơi thì chơi gì? Mà có bây giờ gửi ngân hàng thì lãi suất lại thấp. Thế các bạn bây giờ làm gì? Kinh doanh thì các bạn có dòng tiền rồi, các bạn kinh doanh rồi, tiền bạn kinh doanh rồi, để tiền ngân hàng làm gì, đúng không? Nếu mà bạn có tuổi rồi thì thôi để kiếm dòng lãi để ăn tuổi già, nhưng bây giờ còn trẻ còn khỏe thì không cho tiền nó quay vòng đi chứ còn để tiền trong ngân hàng để làm gì, đúng không ạ? Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của chúng ngày hôm nay, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.